tất cả mọi người. Thì hôm nay mình cảm thấy là tâm trạng của mình không được tốt lắm, nên là mình quyết định mình sẽ đi ra ngoài và đi chơi. Chị chuyến, và bây giờ tụi mình đã bắt Grab ca để qua cái đường xích lô Uông Bình. Thì kiếp nạn thứ 82 cập nhật thế thôi, nãy giờ chưa quay được cái gì cả. Sao vậy? Hello, xin chào mọi người, và tụi mình đã tới cái đường sách thành phố Hồ Chí Minh rồi. Thì nói chung là ở đây thì có rất là nhiều sách, và nói chung là lần thứ 3 mình đi rồi, nhưng mình cảm thấy rất là vui. Đây là lần đầu tiên thư vậy. Nói chung là mình nghĩ là ai cũng nên đi cái này. Mình nghĩ là ai, hình như ai học Hồ Chí Minh thì cũng đi cái này. Lúc đầu mình nhìn vô mấy cái này á, mình tưởng đây là tranh, nhưng mà kiểu cũng không biết nữa. Nhưng mà mình rất là thích cái chỗ này. Với lại là một cái quầy này thì nó cũng rất là đẹp. Nè, trời, nhìn nó rất là xinh luôn ấy. Cực mê luôn. Mọi thứ ở đây thì nó đều rất là vintage. Kể cả những cuốn sách cũng đã sờn cũ rồi, nhưng mà mình cảm thấy rất là thích luôn á. Và hôm đó cộng thêm với cái ánh nắng thì nó tạo thành một cái khung cảnh mà cực kỳ đẹp luôn. Kiểu như nó rất là chữa lành á. Mình nghĩ là nếu như mà tất cả ai mà đang buồn thì đây là một địa điểm rất là phù hợp cho mọi người. Bởi vì nhìn những cái này thì mình cảm thấy cái tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều lần luôn. Thì bây giờ thì tụi mình quyết định là tụi mình sẽ đi ăn nha. Sau khi tụi mình chụp hình xong, bảy bảy uống chân cái hình, thì bây giờ tụi mình sẽ đi ăn gì. Và mình vẫn chưa biết là mình sẽ đi ăn món gì nữa, nhưng mà chắc là món gì đó gần đây thôi. Đó thì đó. Bởi vì ai cũng đói. Nhưng mà trước khi đi ăn thì tụi mình cũng ghé qua bưu điện thành phố. Thì tại vì là Thư chưa qua bưu điện thành phố nên Thư muốn xem nó như thế nào. After all this time, you're just a liar. You're burning in me just like fire. I'm just driven by my own desire. You know how to get me on my knees. Oh, you want. Tụi mình đã tới quán ăn rồi. Về bây giờ thì nhìn mình rất là tả tơi luôn á. Tại vì nó mưa về, tụi mình vừa bắt Grab ở đây. Đây là tiệm cơm béo. Ngon. Tụi mình chọn hai tô ngon. Đây là tô bún của mình. Trời ơi, nhìn hấp dẫn cực kỳ luôn á. Muốn ăn rồi á. Nhưng mà phải quay cho mọi người trước này. Mọi người ơi, thì cái mình nó ngon đến nỗi mà mình ăn mà tí giọt cuối cùng luôn á. Trời ơi, 9 điểm. Tại vì không có điều hòa. Thì sao mà nó không chí? Không biết. Tìm con hương béo nha. Bây giờ
giờ thì mình đang rất là no luôn á. Và tụi mình cũng chưa biết là sẽ đi đâu tiếp theo. Tại vì tụi mình đã quay và chụp cái đường sách và cái bưu điện thành phố. Chắc là bây giờ tụi mình sẽ đi cà phê để mà này kia. Bởi vậy mình nóng đến nổi mà cái này nữa. Nó như vậy luôn á. Trời ơi. Bao nhiêu điểm? Bao nhiêu điểm? Bao nhiêu điểm? Không phải năm là gì không có gì. Cô Hương Béo ở quận 1 Hồ Chí Minh nha. Lúc đó thì tụi mình nói là tụi mình đi cà phê, nhưng mà sau thì tụi mình thấy trời quá xấu nên tụi mình quyết định là tụi mình sẽ đi về bằng xe buýt. Nhưng mà mọi người biết sao không, kiểu lúc đi về thì nó không sao, nhưng mà lúc xuống xe buýt đó là nó mưa kiểu tầm tã luôn, kiểu mưa mà như là chưa từng được mưa luôn á. Kiểu tụi mình không thể nào mà về nhà, và tụi mình đặt Grab là cũng không chiếc xe nào nhận luôn. Và kết cục là tụi mình phải đứng đó khoảng tầm 1 tới 2 tiếng, mình không nhớ rõ, nhưng mà kiểu mình phải đứng đó và đợi á. Cuối cùng thì tụi mình may mắn là cũng về được nhà. Mình cảm thấy hôm nay là một cái trải nghiệm rất là đáng nhớ với mình. Và hết vlog rồi, cảm ơn mọi người nha.